Kiến thức tưới Asop xin kính chào quý bà con. Chào mừng quý bà con đã trở lại với asop.vn, chuyên kênh của hệ thống tưới. Chủ đề hôm trước, công nghệ tưới Asop đã có giới thiệu với quý bà con về cái chi phí cho hệ thống tưới của cây sầu riêng. Thì lần này chúng ta cũng tiếp tục cái chủ đề cây sầu riêng mà lần trước kiến thức tưới Asop đã nhắc đến với quý bà con là tại sao chúng ta không sử dụng lọc đĩa cho hệ thống tưới cây sầu riêng đối với quy mô nhỏ. Với quy mô nhỏ thì tầm dưới 1 hecta thì chúng ta chỉ sử dụng có khoảng tầm là 144 cây. Nếu như một cái hệ thống tưới cho cây sầu riêng thì chúng ta không sử dụng quá nhiều bét, và cái lưu lượng quá lớn của nó là lưu lượng 50 khối trên giờ, thì chúng ta sử dụng lọc đòi hỏi phải sử dụng lọc rất là to. Trong khi đó cái bét X9000 của Asop có một cái lọc ở bên trong. Với cái bét này thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là chúng ta làm cái lưới trùm lớp B lại để chúng ta không cần phải sử dụng lọc đĩa, tại vì trùm lớp B thì cũng là một phương pháp lọc rất là tốt, nhưng mà nó không có tuyệt đối giống như lọc đĩa. Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng lọc đuôi bét, tác dụng giúp cho cái hệ thống tưới của chúng ta hoạt động ổn định, và cái lọc đuôi bét này chỉ có là cái nhiệm vụ đầu cuối là giúp cho cái hệ thống của chúng ta có những cản được những cái cản bẩn không mong muốn. Bây giờ chúng ta hãy làm một cái bài toán so sánh giữa một vườn sầu riêng và một vườn loại cây khác. Ví dụ như ở đây là cây sầu riêng chúng ta trồng 1 hecta, khoảng cách 8 x 8 thì tương đương với 12 hàng, nhân cho 12 hàng là 144 cây. Còn chúng ta so sánh với một cây na, một cái vườn cây na 1 hecta thì với khoảng cách trồng là 3 x 3 mét, chúng ta thấy rằng là với 3 x 3 mét thì cái số lượng cây của vườn na này là 1089 cây. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng ở đây nhìn vào cái độ tương quan của hai cái hình trên thì chúng ta thấy là cái mật độ của cây sầu riêng rất là thưa và cái mật độ của cây măng cầu na rất là dày đặc ha. Thì nhìn dựa vào đây thì chúng ta thấy rằng là làm hệ thống tưới cho cây sầu riêng thì nó cũng sẽ ít vật tư hơn nhiều so với làm hệ thống tưới cho cây na. Bây giờ chúng ta sẽ xét trên vũ lượng là 50.000 lít trên giờ, có nghĩa là 50 khối trên giờ, thì 144 cây thì chúng ta chỉ cần là chúng ta sẽ có một cái số lưu lượng là 347 lít trên giờ trên cây. Trong khi đó thì 1089 cây măng cầu na thì nó chỉ có 46 lít trên giờ trên cây thôi. Và cái này là chúng ta thấy rằng là mỗi cây sầu riêng thì chúng ta có thể chọn từ 3 đến 4 bét trên một cây. Còn với cây na thì thông thường chúng ta chọn 1 đến 2 bét cho một cây. Và tổng số bét của cây sầu riêng nếu mà chúng ta sử dụng là 4 bét đó thì nó tổng số bét nó là 576 bét. Còn đối với cây na thì chúng ta sử dụng lên tới gần như là gấp 4 lần là 2178 bét. Và chúng ta khi chúng ta sử dụng bét X9000 thì cái chi phí nếu chúng ta sử dụng cái bét X9000 đó cho cây sầu riêng thì nó là 8.064.000 đồng. Còn nếu mà cũng hệ thống tưới đó mà chúng ta sử dụng bét X9000 cho cây na thì nó lại là ra tới 30.492.000. Đây là một trong những cái sự khập khiễng ha. Rõ ràng với cây sầu riêng thì số lượng gốc ít hơn, giá trị kinh tế cũng cao hơn, nhưng mà lại cái tiền làm hệ thống tưới lại rẻ hơn. Và đối với cây na thì giá trị kinh tế nó thấp hơn, lại ra cái số tiền làm hệ thống tưới khá là lớn. Như vậy thì cái bét X9000, cái bét này nó chỉ phù hợp cho cây sầu riêng thôi. Thì chúng ta lưu ý về vấn đề này. Còn bây giờ chúng ta lại sử dụng vào cái phương án là xem xét cái bét T9000 của Asop đang nghiên cứu. Thì cái bét này là công nghệ tưới Asop đang nghiên cứu, tất nhiên là vẫn có lọc đuôi bét ở bên trong và sẽ cho ra đời sớm để phục vụ cho những cái dòng cây nhỏ với chi phí thấp hơn. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng bét T
9.000 dành cho cái cây sầu riêng thì chi phí nó chỉ có 2.592.000. Còn nếu chúng ta sử dụng cái bát T9.000 dành cho cây na thì nó là 9.800.000 đồng. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn cái con số là 8.064.000 dành cho cây sầu riêng, là một cái bát xịn sò, dùng cái bát S9.000 dành cho cây sầu riêng vì chúng ta kinh doanh khai thác nó ở giai đoạn là lâu. Còn cây na thì chúng ta sẽ sử dụng là cái bát T9.000 sử dụng cho nó trong thời gian là ngắn hơn. Thì chúng ta thấy rằng là cái số tiền bỏ ra thì nó cũng tương xứng với lại cái vườn của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là với cái lọc đuôi bét của bét S9000 và cái sự rắn chắc của bét S9000, sự to và rõ ràng, chắc nịch và mang nhiều cái yếu tố xịn sò thì bét S9000 hoàn toàn phù hợp với cây sầu riêng. Trên đây là cái so sánh của kiến thức thuế Airsoft dành cho cái phương án chọn bét cho cây sầu riêng. Hy vọng rằng là được sự góp ý của quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video này. Có thể bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh, cũng như là bấm vào cái chuông để nhận thông báo về video mới nhất của kiến thức thuế Airsoft. Kiến thức thuế Airsoft xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.